Kia Carnival. Đây là một chiếc xe mà chuyên cơ mặt đất anh chị. 2021 đi 18.000 cây mà còn thơm mùi mới luôn anh chị nha. Thì chiếc xe này đang còn đẹp và mới như thế nào thì Quân mời anh chị đi một vòng đánh giá về sơ bộ về chiếc xe này cùng Quân, và cuối cùng Quân sẽ báo giá cho anh chị. Anh chị nhìn mặt ga lăng này, thiết kế khá là đẹp anh chị nha. Những chi tiết mạ rôm này rất là mới luôn anh chị. Đây là phiên bản 2021 có logo mới luôn rồi anh chị. Signature 2021 18.000 cây thì anh chị nhìn độ mới của quả lốp này còn rất là dày và đắt, lốp vẫn còn theo xe luôn anh chị nha. Riêng bản Signature thì có cam 360 độ và cần số dạng núm xoay. Anh chị nhìn nội thất này, cần số dạng núm xoay và có hai cửa sổ trời luôn anh chị, có hai cửa sổ trời đó, giúp cho sự riêng tư, có thể mở hai cửa sổ trời. Vô lăng mới tinh 18.000 km, có lẫy chuyển số trên vô lăng luôn anh chị, có ga tự động rồi cảnh báo lệch làn, tất cả đầy đủ hết anh chị nha. Đặc biệt là có nhớ hai vị trí ghế này và có chế độ làm mát ghế, sưởi vô lăng đầy đủ hết luôn anh chị nha. 2021 màu xanh Kawasaki 18.000 cây thì chiếc xe này còn thơm mùi mới luôn anh chị, rất là đẹp luôn. Hàng ghế thứ hai của Signature thì có sưởi ghế và có chỉnh điện luôn anh chị nha. Bên hông xe này rất là đẹp luôn, tất cả những đường gân và tất cả những cái keo chỉ còn nguyên bản hết anh chị nha. Riêng bản Signature Carnival thì có tới 4-5 phiên bản. Bản này thì có cửa trời này, ghế điện này, đầy đủ hết rồi anh chị. Cái cốp này rất là rộng nha. Xe thì còn hơi bụi, bên Quân thì chưa, mới rửa sơ bộ thôi, chưa có dọn rửa nhiều á, nên là còn hơi dơ một chút xíu nha anh chị. Bản Signature này, đây là nó có hai phiên bản anh chị nhé. Máy dầu Signature có hai bản, bản 6 ghế và bản 7 ghế. Thì đây là bản 7 ghế anh chị. Cửa lồ hai bên, chuyên cơ mặt đất nha. Riêng cái hàng ghế thứ hai thì có chức năng sưởi ghế luôn. Rất là đẹp luôn, cửa trời toàn cảnh luôn. Hai cửa sổ trời chứ, sorry anh chị. Và có cảnh báo lệch làn, gương tích hợp xi nhan báo rẽ, cam 360. Thiết kế hoàn toàn mới, logo mới luôn anh chị. Mà chiếc xe này anh chị mua thì tiết kiệm được kha khá nha. Quân đang bán chiếc xe này với giá 1.250.000.000. Xe một chủ mua mới từ đầu biển thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh chị mua con xe này chỉ tốn 2% trước bạ và chi phí đăng ký nữa là chúng ta có thể lăn bánh được về Sài Gòn hay bất cứ ở tỉnh nào anh chị nha. Đó, xe Quân đang để tại 18 Hiệp Bình, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị mà quan tâm con này thì alo ngay cho Quân nha.